dân mới yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một lời dấu. Dâng mình hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dặn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là muốn để Chúa con mà thầy giữa chân từng người chúng con. Yêu thương là điều dặn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ cao quý thay là nhân đức yêu đoàn con hãy theo.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, 40 ngày trai thánh đã kết thúc. Chúng ta đã sám hối, đã cầu nguyện, đã ăn chay, đã làm việc bác ái. Và cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào những ngày quan trọng nhất trong đời sống đức tin của một năm phụng vụ với những người Kitô hữu. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa về những gì chúng ta đã lãnh nhận được trong suốt mùa trai thánh này. Những gì chúng ta đã cố gắng để vượt qua chính con người của mình, đến với Chúa, làm hòa và làm hòa cả với anh chị em nữa. Và chúng ta cùng xin Chúa ban thêm ơn thánh để việc cử hành Tam Nhật Thánh mang lại cho chúng ta không chỉ bình an mà còn thêm đức tin, thêm lòng yêu mến và luôn đặt niềm trông cậy của chúng ta nơi lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ và các việc cử hành trong Tam Nhật Thánh này, chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các Đức Giám Mục, cầu nguyện cho toàn thể giáo hội, nhất là những người khô khan, những người đang cần ơn Chúa để tìm lại đức tin, để tìm lại đời sống đạo. Chúng ta cầu nguyện cho những người bệnh tật, những người đang gặp khủng hoảng, những gia đình trẻ đang bị ly tán vì nhiều lý do và những người đang cần sự hỗ trợ cách này cách khác. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và đón nhận lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa trong những ngày tốt lành của mùa trai thánh này. Cùng với những ý nguyện, chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Gioan, Phêrô, Paulo, Maria, Gioan Bautista, cho các linh hồn và cho tổ tiên nội ngoại. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh trong thánh lễ tiệc ly này, chúng ta cùng khiêm tốn xin Chúa tha thứ những tội lỗi và bất xứng. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa dành Thiên Chúa trên cao tầng trên.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bữa tiệc ly trọng đại trước ngày từ hiến thân chịu khổ hình, Đức Giêsu đã chối cho hội thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại, làm bằng chứng tình thương của Người. Chiều nay chúng con đến tham dự yến tiệc cực thánh như lời Người truyền dạy. Xin Chúa cho tất cả chúng con được tràn đầy tình yêu và sức sống viên mãn của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách xuất hành. Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-rôn trên đất Ai Cập: Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: mồng 10 tháng này, ai lấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất. Tùy theo số người, các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này. Rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, lướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy, ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này. Đó là luật quy định cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Máu Chúa Kitô. Khi tay con lâm trên tạ ơn chúng tôi, là thân con tâm phần máu Chúa Kitô. Con lấy chi đam đền dâng lên tòa ca kêu và kêu xin danh Thánh Ngài. Khi tay con nâng trên tạ ơn chúng tôi, là
Chúa tôn dương nhiều, cái trên của ai chúng hiểu, phần tỳ nữ ngài yêu, nuôi dối con còn phong nhiêu, con thân mang xính gồng cùng, ngài thương ra tay tháo. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ lời Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị lột, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người, thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời,
Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa, Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp, nếu Thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa, vậy thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông, ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói, anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Và quả thật, Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng theo Thánh Gioan khởi đầu chương 13 và cũng là khởi đầu của bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay. Trước khi viết lại những gì đã diễn ra tại phòng tiệc ly, nơi mà Gioan là một trong số các môn đệ cùng dùng bữa tiệc với Đức Giêsu, Gioan đã nói thế này: trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Chúa Giêsu biết giờ Ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, nhưng Chúa vẫn yêu thương những người thuộc về Chúa, và Chúa yêu thương họ đến cùng. Chúa không yêu nửa chừng, nhưng Chúa yêu cho đến cùng. Và đến cùng ở đây, đó là với tất cả những gì mà Chúa có thể để lại cho những người thuộc về Chúa, thì Chúa đã để lại một cách trọn vẹn. Và Chúa để lại cho đến tận thế. Bao lâu còn có những người nhận mình thuộc về Chúa, thì Chúa vẫn yêu thương họ cho đến cùng. Hôm nay ngày thứ năm tuần thánh. Trong ngày hôm nay, giáo hội cử hành hai thánh lễ rất trọng thể: thánh lễ làm phép dầu hay thánh lễ truyền dầu, và vào buổi chiều thì là thánh lễ tiệc lì. Và trong cùng một ngày, cho dù diễn ra hai thánh lễ, thế nhưng lại cùng nói lên một điều căn bản, đó là Đức Giêsu thực hiện những sự kiện này ở trong cùng một bữa tiệc ly. Và trong bữa tiệc ly, để thể hiện việc yêu thương đến cùng, Chúa đã làm ba việc. Và ba việc này lại rất quan trọng cho sự trường tồn của giáo hội, rất quan trọng cho đời sống đức tin của những người thuộc về Chúa. Việc thứ nhất, đó là thiết lập chức linh mục. Khi mà Đức Giêsu cầm tấm bánh, cầm chén rượu, đưa cho các môn đệ và nói với họ rằng, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, thì Chúa thiết lập chức linh mục. Để qua chức linh mục, Chúa hiện diện giữa thế gian, đi qua thế gian, đồng hành với thế gian, và đồng hành với những người thuộc về Chúa.
Thánh nữ Teresa Calcutta khi mà nói về chức linh mục, Ngài đã nói rằng các thiên thần phải ghen tị với các linh mục là bởi vì các linh mục có thể tha tội nhân danh ba ngôi. Tôi tha tội cho anh chị, cho ông bà, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Điều mà các thiên thần không làm được. Các linh mục có thể mời Chúa hiện diện trên bàn thờ qua việc đặt tay truyền phép để thánh hiến bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Kitô. Điều các thiên thần không làm được. Cho dù các thiên thần rất là thông minh sáng láng, nhưng làm với vai trò của Chúa Kitô thì các thiên thần không làm được. Ngay cả việc chủ tế và chia sẻ lời Chúa trong mỗi buổi cử hành, buổi tập trung của giáo hội thì các linh mục cũng làm với cái vai trò của Chúa Kitô. Cho nên linh mục được gọi là Ante Christus, tức là một Đức Kitô khác. Nếu như không có linh mục thì như Đức Tổng Giám mục Giuse nói sáng ngày hôm nay tại nhà thờ Bút Đông, dầu thánh chẳng để làm gì. Mặc dù dầu thánh được truyền phép bởi Đức Giám mục tại thánh lễ truyền dầu một cách rất trọng thể, nhưng nếu như không có linh mục cử hành các bí tích thì dầu thánh cũng vô ích. Nếu như không có linh mục sẽ không có bí tích hòa giải, không có thánh lễ và không có các cử hành thuộc về bí tích khác. Nói như vậy không có nghĩa rằng các linh mục tự đặt mình ở một vị trí cao cả. Các linh mục cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, với những tội lỗi yếu đuối và bất xứng. Tuy nhiên thì bởi vì các linh mục được Chúa chọn, được Chúa thánh hiến, cho nên nhờ chức vụ mà có một vai trò quan trọng. Chính vì thế mà Thánh Phaolô Tông Đồ mới nói rằng chúng tôi chỉ là những chiếc bình sành, và trong chiếc bình sành đó lại chứa đựng những điều thật quý giá. Bình sành thì mỏng giòn và dễ vỡ. Các linh mục cũng như vậy. Chính vì thế mà giáo hội đã nói với chúng ta rằng khi mà các linh mục tội lỗi thì chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi và những gì mà họ gây ra. Nhưng ơn ích mà các linh mục đó cử hành thì những người tham dự vẫn lãnh nhận một cách trọn vẹn. Bởi vì không phải chính linh mục ban ơn thánh, mà linh mục là phương tiện để Thiên Chúa sử dụng ban ơn thánh cho những người tin mà đón nhận. Chính vì thế mà như đã có lần tôi chia sẻ với cộng đoàn, nếu như một người đang hấp hối mà xin được xưng tội và thậm chí lãnh nhận bí tích sức dầu với một linh mục đã hồi tục lập gia đình, thì vì phần rỗi linh hồn của hôn nhân đó, giáo hội vẫn cho phép. Mặc dù đã hồi tục lập gia đình, nhưng vì phần rỗi linh hồn của anh em mà giáo hội vẫn cho phép vị linh mục hồi tục này cử hành các bí tích, và các bí tích đó vẫn mang lại ơn ích cho người lãnh nhận. Chúa thiết lập chức linh mục để ở với chúng ta cho đến ngày tận thế, để ban ơn thánh qua việc bí tích được cử hành. Và sáng ngày hôm nay khi cử hành thánh lễ truyền dầu, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện, đó là hãy cầu nguyện cho có nhiều người quảng đại dấn thân đáp lại lời mời gọi của Chúa, để trở nên các giáo sĩ, trở nên các linh mục, các tu sĩ làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Nhất là trong bối cảnh ngày hôm nay, khi mà từ người lớn cho đến người trẻ đều bị cuốn vào cơn lốc hưởng thụ, đều bị cuốn vào những gì mà người ta nhìn thấy ngay trước mắt, thì việc bước vào một đời sống xem ra có vẻ khó khăn và phiêu lưu,
là một điều không ai muốn. Cho nên giáo hội luôn mời gọi chúng ta cầu nguyện để cho có nhiều người đáp lại tiếng mời gọi của Chúa, để Chúa sử dụng như những phương tiện ban ơn thánh cho những ai thuộc về Chúa. Điều thứ hai mà Đức Giêsu để lại cho chúng ta để tiếp tục ở với chúng ta cho đến cùng, để tiếp tục thương chúng ta cho đến cùng, đó chính là bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể được lập trong chính bữa tiệc lì. Khi mà suy niệm về bí tích thánh thể, chúng ta hay nói rằng đó là bí tích tình yêu. Thật là khó để có thể giải thích được tại làm sao một vị Thiên Chúa trời đất không chứa nổi mà lại ẩn mình nơi một tấm bánh rất đơn sơ nhỏ bé. Thật là không thể nào hiểu được tại làm sao một vị Thiên Chúa cao sang như thế mà lại bị nhốt ở trong một nhà tạm thật là nhỏ bé. Và nói như các vị thánh thì không thể nào hiểu được một Thiên Chúa tốt lành vô cùng lại có thể trở nên máu thịt của chúng ta để chúng ta ngậm lấy, để chúng ta nuốt vào mình. Mà chúng ta biết rằng con người chúng ta thì đủ thứ tội lỗi xấu xa và nhơ uế. Qua bí tích thánh thể, Chúa ở với chúng ta và ở với chúng ta cho đến ngày tận thế để trở nên một với chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta. Sự kiện xảy ra với giáo hội Việt Nam, nhất là với giáo phận Hà Nội năm 2008, khiến cho những người lương dân họ cũng phải nhận thấy giá trị của bí tích thánh thể. Khi mà sự kiện 42 phố nhà chung diễn ra thì tại nhiều giáo xứ chúng ta lên đó để cầu nguyện trong hòa bình. Thậm chí chúng ta đội mưa để cầu nguyện. Có những người ở đó cả tuần chỉ ăn mì tôm với khoai lang, thế nhưng mà lại luôn cất lên những bài hát thánh ca với một niềm vui và một niềm xác tín. Điều đó khiến cho những người không cùng niềm tin họ thắc mắc. Họ bảo rằng tại sao những người này họ làm được như thế, tới đây không được cái gì cả, thậm chí còn bị người ta soi xét. Ấy vậy mà người ta có thể hiện diện ở đây cả tuần. Người khác trả lời rằng bởi vì họ mỗi ngày được trao cho một tấm bánh nhỏ và tấm bánh đó chính là sức mạnh của họ. Bởi vì không có đức tin cho nên người ta không hiểu được tấm bánh đó là gì. Và thậm chí có thể họ nghĩ rằng tấm bánh mà chúng ta rước lấy là một cái gì đó phù phép và bùa chú. Thế nhưng không, với chúng ta là những người tin thì tấm bánh đó chính là sự hiện diện một cách đầy đủ của Đức Giêsu Kitô, đấng làm người và trao ban trọn vẹn con người cho chúng ta để trở nên một với chúng ta. Chính vì lẽ đó mà giáo hội luôn mời gọi chúng ta hãy siêng năng rước lễ, hãy siêng năng đến với Chúa để chúng ta được Chúa nuôi dưỡng và để cho đức tin của chúng ta được tỏa sáng hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, giáo hội đã dạy cho các em thiếu nhi tôn sùng thánh thể, siêng năng chịu lễ viếng Chúa hàng ngày. Khi mà tôn sùng thánh thể viếng Chúa hàng ngày thì các em không chỉ thuộc về Chúa mà các em còn được Chúa gìn giữ, còn được Chúa nuôi nấng, còn được Chúa ban ơn cho. Một đứa bé đạo đức, một đứa bé tốt lành thì không thể nào bất hiếu với cha mẹ, không thể nào đối xử tệ với người khác được. Cho nên đến với Chúa, chúng ta không mất gì, nhưng chúng ta lại được rất nhiều, được đời này và được cả sự sống đời sau nữa. Chỉ tiếc là có những người lại quá thờ ơ với lương thực thần linh cao quý mà Chúa để lại cho chúng ta vì yêu thương chúng ta. Có nhiều người xưng tội xong chỉ rước lễ có một lần thôi. Lý do là bởi vì chót nói bậy một vài câu,
Lý do là bởi vì ra ngoài không giữ được cái miệng, cãi nhau vài câu. Chúng ta luôn nhớ rằng khi chúng ta mắc tội trọng, chúng ta mới không được rước lễ. Điều kiện của tội trọng đó là chúng ta có ý thức đầy đủ, chúng ta làm với sự suy tính và quyết định tự do, đồng thời để lại một hậu quả trọng, cũng như vi phạm một điều luật quan trọng. Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta để cho mình tự do nói những lời không có đúng mực hay tự do làm điều xấu, nhưng luôn phải cố gắng để trở nên xứng đáng với sự thánh thiện và tốt lành của Thiên Chúa. Yếu tố thứ ba mà Thánh Gioan nói tới khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài ở với chúng ta và Chúa yêu chúng ta cho đến cùng, đó là việc Chúa ban cho chúng ta giới răn của Chúa. Đây là giới răn của Chúa. Chúng ta biết rằng chúng ta có 10 điều răn, và điều răn này được ban qua trung gian là Môsê. Và 10 điều răn đã trở thành giường cột cho người Do Thái và cũng là giường cột cho chúng ta trong đời sống đức tin. Nhưng ngoài 10 điều răn ra thì chính Đức Giêsu ban điều răn của Ngài: yêu thương như Thầy yêu thương anh em. Yêu thương như Thầy yêu thương anh em. Nếu mà chúng ta đọc kỹ các trang tin mừng, chúng ta sẽ thấy có nhiều lần Chúa nói đến những điều mà Chúa muốn ban cho nhân loại. Anh em nghe luật dạy người xưa rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em đừng chống lại kẻ ác. Hãy cầu nguyện cho những người vu khống anh em. Hãy cầu nguyện cho những người làm hại và bắt bớ anh em. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng còn Thầy, Thầy dạy anh em thế này. Yêu thương như Thầy yêu thương anh em. Và khi mà Chúa đổ nước vào chậu, rửa chân cho các môn đệ, thì Chúa không chỉ nói mà Chúa làm cái điều đó. Theo văn hóa của người Do Thái ngày xưa thì việc rửa chân đó là hành động của những người tôi tớ. Tôi tớ rửa chân cho ông bà chủ. Không bao giờ có chuyện gọi là ông bà chủ rửa chân cho tôi tớ. Học trò rửa chân cho thầy của mình. Con cái rửa chân cho cha mẹ. Thế nhưng ở đây Chúa Giêsu lại làm điều ngược lại. Chính Chúa rửa chân cho học trò. Chúa là Thầy mà rửa chân cho học trò. Chúa là chủ mà rửa chân cho tôi tớ. Chúa hạ mình xuống để phục vụ, và Chúa muốn chúng ta cũng phục vụ nhau như Chúa phục vụ chúng ta. Khi nói về sự phục vụ thì chúng ta hay nói cái câu: ai muốn làm lớn thì người đó phải là người phục vụ. Cho nên gần như những công việc chung thì những người làm đầu là những người lãnh hết, trưởng, phó hay những người chức vụ nọ vụ kia lãnh hết. Còn tôi được gọi là giáo dân tự do. Và giáo dân tự do thì tự do không phải làm gì cả. Tức là chúng ta không có trách nhiệm trong việc phục vụ. Nói như vậy là chúng ta đang không làm theo giới răn của Chúa. Chúa bảo chúng ta rằng anh em hãy phục vụ nhau. Không phải chỉ là người lớn phục vụ người bé, nhưng là phục vụ nhau. Mỗi người ở mỗi địa vị, mỗi người ở mỗi trách vụ, mỗi người ở mỗi bậc sống, hãy phục vụ nhau với khả năng mà Chúa ban cho. Khi nào mà chúng ta phục vụ nhau với tinh thần của Chúa thì mới mang lại lợi ích của chúng ta. Và đương nhiên, khi mà chúng ta phục vụ người khác hay phục vụ cho giáo hội của Chúa thì chúng ta làm không phải vì người ta, nhưng chúng ta làm vì Chúa. Khi mà chúng tôi lên chúc Tết, Đức Tổng Giám Mục đại diện cho Ban Bác Ái Xã hội của giáo phận thì Ngài nói rất là hay. Ngài bảo rằng chúng ta làm bác ái không phải vì chúng ta, không phải chỉ vì những người khác, mà chúng ta còn làm vì Chúa. Ngay cả khi mà chúng ta làm bác ái, chúng ta giúp đỡ mà người ta không biết ơn, người ta không nhớ, người ta không có một cái thái độ đón nhận, thì mình cũng đừng vì thế mà lùi bước,
Bởi vì chúng ta không chỉ làm cho con người, mà chúng ta làm vì Chúa và làm cho Chúa. Và khi mà chúng ta làm vì Chúa, làm cho Chúa, thì ý nghĩa nó rất là cao. Nó không chỉ đơn giản là chuyện giữa con người với nhau, nhưng nó mang một màu sắc thánh thiêng và tốt lành. Tôi chia sẻ vài điều như vậy để chúng ta phần nào đó cảm nghiệm được điều mà Thánh Gioan nói trong tin mừng của Ngài, chương 13. Chúa yêu thương những kẻ thuộc về mình và Chúa yêu thương họ đến cùng. Chúng ta thuộc về Chúa, và chừng nào chúng ta còn thuộc về Chúa thì Chúa yêu thương chúng ta cho đến cùng. Chúa sẽ ban mọi phương tiện để giúp chúng ta sống bình an ở đời này, để giúp chúng ta tránh xa tội lỗi, để giúp chúng ta vượt thắng được ba thù thế gian, ma quỷ và xác thịt, và để đưa chúng ta lên hưởng vinh quang với Chúa. Chớ gì chúng ta cử hành những ngày Tam Nhật Thánh này thật là sốt sắng và đạo đức, để cùng với toàn thể giáo hội chúng ta hoan hỷ trong ngày lễ Phục Sinh. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa, để nhờ đó mình luôn đáp lại một cách nào đó cho cần xứng. Giờ đây chúng ta cùng cử hành nghi thức rửa chân.
Và còn đoàn chúng ta cùng đứng lên dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã dùng mình và máu thánh người mà thanh tẩy và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lên Chúa lời cầu xin. Nhờ máu đấng cứu thế đã đổ ra, xin cho hội thánh được thánh luyện khỏi mọi tội lỗi, để ngày càng trở nên tinh sạch và xứng đáng là thân thể vẹn tuyền của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Xin cho các giám mục, linh mục và tu sĩ luôn biết sống xứng đáng với ơn thánh đã lãnh nhận, để cao rõ danh Thánh Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin cho chúng ta là các Kitô hữu biết thể hiện lòng thương xót và biết sống khiêm nhường như Chúa Giêsu, để làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa, lời mình Thánh Chúa, để luôn biết dọn mình sẵn sàng và siêng năng lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, trong ngày tưởng niệm việc Chúa lập bí tích thánh thể, xin cho mỗi người chúng con biết yêu thương và tha thứ cho nhau, biết sống đời trong sạch và tuân giữ giới răn Chúa, đồng thời biết loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại qua cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của anh chị em. Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô, là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn. Người là đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con, thì chúng con được mạnh sức. Và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con, thì chúng con được rửa sạch. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: hoan hô Chúa trên các tầng trời, lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến những tôi tớ Chúa và mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. Cùng hiệp thông trong hội thánh, chúng con họp mừng ngày cực thánh là ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con bị trao nộp vì chúng con. Và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, thân mẫu Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con. Sau là Thánh Giuse bạn Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andre và toàn thể các thánh. Vì công trạng và lời cầu khẩn của các ngài, xin Cha thương phù hộ chúng con mọi nơi mọi lúc. Vậy lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha và cũng là lễ vật của toàn thể gia đình Cha nữa. Chúng con dâng lễ vật này để kính nhớ ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã chối lại cho các môn đệ mầu nhiệm mình và máu thánh Người, để các môn đệ cử hành mà tưởng nhớ đến Người. Cúi xin Cha vui lòng chấp nhận. Xin an bài cho chúng con ở đời này được hưởng bình an của Cha. Xin cứu chúng con khỏi án phạt đời đời và thâu nhận chúng con vào số những người được Cha tuyển chọn.
Lạy Cha, xin thánh hóa và chấp nhận lễ vật này làm của lễ thiêng liêng, hoàn hảo và đẹp lòng Cha. Xin biến của lễ này thành mình và máu con Cha rất yêu dấu của Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Tối hôm trước ngày chịu khổ hình, cho chúng con và muôn người được cứu độ là chính ngày hôm nay. Người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, hướng về Cha là Thiên Chúa và là Cha toàn năng của người, dâng lời chúc tụng tạ ơn Cha, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô Con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận, như đã nhận lễ vật của Aben tôi chung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Melchizedek thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình và máu cực thánh Con Chúa, chúng con được đầy tràn ơn phúc bởi trời. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa đã được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi, đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Gioan, Stefano, Matthia, Barnaba và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ, mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lạy Chúa cứu
thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thế hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhớ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con. Xin chớ để chúng con xa chừa cám dỗ, nhưng cứu chúng lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Amen. Xin cho việc hòa bình và máu của Chúa Giêsu cho chúng con sắp lần nhận đem lại cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình bảo máu Thánh Chúa Giêsu Kitô xin giữ con, cho con được sống muôn đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, chiều nay chúng con đã được bổ sức tại bàn tiệc của Đức Kitô. Mai ngày xin Chúa cũng đón nhận chúng con vào dự tiệc vui muôn đời trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau đây tôi sẽ xông hương bình Thánh Chúa. Và sau khi xông hương xong, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc rước kiệu sang nhà tạm. Mời cả đoàn bắt đầu hát. Thank you.
một lời dấu yêu. Con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dặn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy. Cho con ngàn lời yêu dấu, cũng như thầy, con xem thầy là Chúa con mà thầy giữa chân từng người chúng con. Yêu thương là điều dặn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết